tại sao mà bây giờ chùa mình mà nó thu thập những bà sùng sồn này nhiều dữ vậy? Đa phần mấy bà này là có chồng có con không á, chứ ít có cô nào con gái ngồi trong đây đó. Ít thật à, nhìn xuống là biết à, hiểu không? Toàn là cái chồng con được không à, hoặc là chồng bỏ chồng chê ngồi đây nheo nhóc. Hiểu không? Mà tại sao họ thích nghe Duy Đức nói chuyện? Vì nó cởi mở tâm tư, đúng không? Mấy bà này là khiều khiều là không thể nào thấm đâu. Mấy bà này là cái giọng bóp bóp ầm ầm thì mới thấm được. Tại vì nặng căng quá, nặng căng lắm, hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà tại sao cái đô Duy Đức nói chuyện với bà chịu nó. Hiểu không? Nó nói sao không biết mà vỗ tay là ngon rồi. Có nhiều người nói ông thầy ba trợn dạy nguyên nhóm bà lơn đó. Sao mà kệ, miễn mình cười là được rồi, đúng không? Mình cười vui vẻ ra thấy hạnh phúc mà, đúng không? Gặp với nhau không có tiền bạc vặt chắc hết chân nhưng mà cười vui vẻ quá hạnh phúc rồi, đúng không? Đúng cầu dự sinh. Bây giờ mình đừng có kêu mấy cái bà mà chồng bỏ chồng chê á, kêu mấy bà chứ mình đừng có kêu người có chồng. Hiểu không? Mình kêu mấy bà chồng bỏ chồng chê có ai nói được mình gì đâu đó. Nhưng những đức nói với vị nghe nghe, chúng ta gặp nhau trong cái cuộc đời này mà kết bạn với nhau này là quá đẹp rồi. Trời ơi, quý vị có bao nhiêu bạn quý vị cũng không đặc sắc bằng có thằng bạn những đức. Thiệt luôn á. Bạn đến cuộc đời này chịu chơ, ghen, hiểu không? Bây giờ thằng bạn nào ghen mà nó dám nói một câu là nếu mà em khổ, em về nhà anh lo lắng cho. Có thằng nào dám nói không? Dám nói mới sợ vợ nó quýnh nó te tua chứ nói. Nhận Đức dám nói ha? À, Đức dám nói không có giỡn đâu nghe. Nói à, Đức nói à, nếu như... Ôi mà dùng chân từ gì bây giờ? Hồi lẽ mình kêu bằng em, đúng không? Bây giờ mình nói cho tôi, nếu mấy người đủ duyên về chùa, tôi vớt hết cho. Nếu mấy người là đủ hết trơn luôn, quý vị công nhận không? Đó, nên nó sùng sồn hay gì cũng dính hết trơn. Đó, nên quý vị thấy bạn này chơi ngon không? Mà ta còn vớt đông nữa nghe, chứ không phải là vớt một người đâu, một người ăn thua gì. Nó bây giờ ai dám gan mà nói rằng là bây giờ tôi vô đây thầy lo được không? Tôi nói chuyện nhỏ vậy đó, mà bạn của mình dù chơi nhiều chục năm đó, nhưng mà mình có cái khó khăn gì mà mình đi đến nhà nó, mình ở nhà nó thử coi, khó đó. Từ khi là nó không có vợ, nó không có vợ gì chứ, mình đến mình ở với nó rồi xong rồi còn gì nữa, dòng do tâm quắc gì, đúng không? Chứ nói mà có vợ tôi coi nó dám mạnh dạn không? Bạn bè nhiều năm gì, nói bây giờ bạn của anh khổ quá, đang khó khăn, chồng nó bỏ nó khổ lắm, mấy đứa con thôi anh với anh em về nuôi nó thời gian. Vợ nói gì? Muốn chết thì sao mà nói câu này, thấy không? Nói bị coi nó không có tưởng. Nên những đức nói bị kết bạn những đức là số 1. Đúng là chơi tứ đại giai không luôn. Tại vì không ai ràng buộc được những đức. Đâu ai ràng buộc được đâu. Chúng ta đi đến đây mà lại ý nghĩa nữa chứ. Cùng nhau nuôi mấy bà già. À, hay chưa? Cùng nhau nuôi mấy bà già mà không ràng buộc nhau. Còn bây giờ thí dụ như quý vị xa chồng hay xa vợ, quý vị bước thêm bước nữa, không hiểu hả? Không hiểu sao mà còn làm điều đó. Trời là trời. Ta nói là có chồng như gông đeo vào cổ. Nó đeo vào một lần rồi mà bây giờ còn chồng vào nữa. Hiểu không? Người ta dạy một lần thôi là kinh nghiệm cả đời người rồi. Mấy bà dạy chứ mà hai ba lần dữ vậy. Hiểu không? Bây giờ á, những đức hướng dẫn nè, mấy bà mà chồng bỏ chồng chê đi tu đi. Hoặc là dẫn đoàn đi tu, hoặc là mỗi tuần đi đây tu, hoặc đi làm việc bình thường.
nuôi con đàng hoàng, rồi mình sống mình tu hành, nhà có ngôi tam bảo. Còn lúc nào lễ lộc nghỉ đi đến đây, Tết nhất thì đi đến đây, còn muốn đi đến đây được cũng được nữa. Muốn đi đến đây luôn cũng được nữa, hiểu chưa? Đó. Vậy thì mấy bà quá tự tại rồi, chứ mấy bà đi tìm chi bước thêm bước nữa cho nó mệt. Thì nó cũng là như vậy thôi, hiểu chưa? Mấy bà đã biết rồi, chứ nó đâu có lạ, có lạ gì đâu, hiểu chưa? Bây giờ mình nói vậy đi để cho người ta có một con đường, mấy ông tội nghiệp người ta. Mà thật sự mà nói, dù mình là người đàn ông nghe, vợ mình với mình chia tay nhau mà mình rất mong muốn vợ mình sống gì để nuôi con mình. Mình là một người phụ nữ nghe, nhưng mà chồng mình xa mình vẫn muốn chồng mình sống gì để nuôi con mình. Chúng ta ai cũng có cái quan niệm này hết quý vị à. Dù là không còn ở với nhau nhưng mình vẫn mong muốn họ giữ cái vai trò gì, mình cũng cảm thấy hãnh diện khi vợ mình vậy. Chứ không ai muốn vợ mình khi xa mình mà nó tào lao bác xế đâu. Dù tu không tu gì họ cũng không thích vậy đâu quý vị à. Nhưng mà khi mình vậy rồi nó nói ờ đúng, con nhỏ này tao bỏ nó đúng. Nó đính đúng là tính tình không đúng đắn, hiểu không? Nên mình bây giờ nghe biết có cái ngôi chùa gì rồi, rồi nghe ông thầy ông dạy rõ ràng quá rồi. Không, bây giờ thôi mình ở vậy mình nuôi con đi, dù mình có khó khăn nhưng mà con mình nó vẫn cảm thấy rằng nó hãnh diện khi có một người mẹ như vậy. Còn lỡ mà lúc mà chưa biết những đức á, mà vừa xa chồng mà lỡ cái gì rồi thì thôi bây giờ biết rồi thì quên đi, bỏ đi. Lỡ chơi một lần cho vui rồi xong qua rồi, từ hôm nay đừng chơi nữa. Hiểu không? Tạo cơ hội thấy chưa? Không, nói chứ cái kiểu mà mới xa chồng xa vợ nó cũng cô đơn chiếc bóng đó. Nó mà gặp mà gọi là người mà đem nước đem lửa rồi đem cơm gạo đến nó cùng nấu cơm cũng nấu lắm á nghe. À, chịu nấu lắm chứ không giỡn đâu, dạng chẳng có cửa không mà. Thấy không? Nên bây giờ nghe những đức rồi, bây giờ chúng ta mài cái cửa mà để về cực lạc á. Chứ đừng có mài cái cửa mà ở trong cái cuộc đời này chém nhau nữa làm gì. Gặp nhau là chém nhau đó, phiền phức, hiểu không? Đó, có một cái cô kia lúc trước những đức hướng không chịu nghe. Lúc mà chồng bỏ năm 32 tuổi, gặp những đức nói con quyết định con tu, con không bao giờ. Những đức nói cố gắng duy trì cái tâm đó đó, phải nghe pháp, phải niệm Phật nó mới duy trì được cái tâm đó, nghe không? Nói con khổ tới ớn cường cổ của thầy, không bao giờ. Con nói con thấy đàn ông bây giờ mà con ói. Để nó thôi phan, cô nói câu này coi chừng cô dính nghiệp với chứ không giỡn đâu. Phan đừng có nói gì, từ từ rồi cố gắng lo tu đi nghe, đừng có nói quá nghe. Trời ơi, mới có nửa năm sau thấy bà dẫn thêm ông đi đến chùa, thêm nửa năm nữa bả mất tiêu luôn. Mới đây bà dẫn đến thêm thằng cu tèo mới đẻ. Nói bà thấy chưa? Rồi gặp những đức nói đúng là con không nghe lời thầy, con khổ thiệt. Nó nói với con là nó thương con, nó lo lắng cho con và con luôn. Cuối cùng bây giờ nó lo đâu không thấy mà con tạo gần cục nợ này nữa nè thầy. Rồi những đức hỏi giờ nó đâu tiêu? Nó mất tiêu. Đến mà nó gọi là nó ép ra một cục nữa. Rồi cuối cùng nó bỏ đi mất tiêu. Đã là khổ vì mấy đứa con nuôi không xong mà bây giờ thêm cục nữa để nuôi. Thì bà nói bây giờ con mới làm sao thầy? Mấy bà sao hỏi mấy câu nói ngộ quá. Lúc mà tôi khuyên không chịu nghe đâu. Mà khi nó ép ra một cục nữa thì hỏi làm sao thầy? Xong những đức nói bây giờ làm sao là làm sao? Chuyện cứ đã rồi bây giờ làm sao? Bây giờ theo cô nghĩ những đức phải làm sao? Bà nói là thôi bây giờ thằng nhỏ trai con nó cũng 10 tuổi à. Giờ nó cũng biết đọc biết viết hết rồi. Con thấy vất vả quá, thôi con định giao một thằng cho thầy. Nói thật. Những đức nói vui vui, những đức nói sao bà không giao bà cho những đức á. Bà giao cái dùng được bà không giao đâu. Trời ơi, nói mà gặp ông thầy nói chuyện vui thấy ghê. Thôi cái số tôi vậy rồi,
Nên ai là, ai làm bắt tôi chịu không à. Thì được, nếu nó chịu vô chùa thì cho nó vô, đúng không? Mười mấy tuổi bắt nó nuôi mấy ông già đó. Bên Bảo Tháp bây giờ cũng 18, 19 thằng trai nhỏ nhỏ nhỏ, cũng dễ thương, cũng ngoan, đúng không? Thì thấy không, trong cái cuộc đời này chúng ta đã từng trải qua, chúng ta nên kinh nghiệm chứ. Tại sao chúng ta cứ tiếp tục bước theo con đường cũ ngày xưa hoài á? Phải chi mà năm 17, 18 tuổi thì chúng ta nói rằng mình lỡ dại. Còn bây giờ mình đã trải qua thời gian của 29 tuổi, 30 là nửa cuộc đời người rồi, mà mình còn nói lỡ dại gì nữa chợ. Mấy bà kiểu này là cố tình á, lỡ dại gì. Hiểu không? Có lỡ dại là bà cố tình nữa, thấy chưa? Có nhiều bà thì gặp nói rằng thầy, thầy con thật sự với thầy chứ cũng thông cảm. Có khi mà thật sự mà nói bao nhiêu lời đường mặt con cũng không vượt qua được. Nói ai mượn bà vượt qua không được. Hiểu không? Bà cứ lo bà tu đi, rồi mỗi ngày bà nghe những đức giảng đi, rồi mỗi ngày, mỗi tuần chủ nhật bà đến đi, rồi tối mà bà bước thêm bước nữa nữa. Bà chỉ nhìn ra liền, nhìn ra là cuộc đời bây giờ nó thoải mái, nó tự tại quá. Bước thêm bước nữa làm chi để cái gông này nó kiền vào cổ mình. Trời ơi trời, mình bây giờ nó không có ai ràng buộc mình. Mình nuôi con mình dạy con mình sống nó thoải mái. Muốn đi chùa không ai nói tới mình gì. Tự nhiên đi rước gì cục nợ gì về đi chùa nó cũng không cho đi. Vô duyên. Đúng không? Nó nên á, quý vị thấy biết chùa này quý vị thấy không? Nếu sống với gia đình thì chăng thật hạnh phúc với gia đình, nuôi dưỡng một mái ấm gia đình. Đối với vợ chồng thì đừng bao giờ ai cũng cho rằng mình là người giỏi, ai cũng cho mình là người hơn họ. Vậy thì sống là đúng rồi. Biết tu rồi, sống trong cuộc đời này nhẵn nhau mà sống. Vì con, vì gia đình mà sống với nhau. Rồi nếu mà hết nợ thì thôi. Bây giờ nó quyết định, nó nói tôi bỏ bà thì hết nợ. Nó quyết định nó bỏ mình mà, mình không có bỏ người ta. Mình không phải là mình nghe đạo, bây giờ mình biết chùa gì, mình biết tu, cái nào mình bắt càng không phải. Mà là mình sống càng đúng đắn hơn, mình càng có trách nhiệm hơn. Nhưng mà chồng quyết định nó bỏ mình rồi, thì người ta quyết định người ta bỏ mình là hết nợ rồi. Thì hết nợ rồi, trong lòng mình cũng cảm thấy vui, vì mình trả nợ sống rồi. Hiểu không? Thật sự mà nói, người ta thì hết nợ với mình, người ta bỏ mình, mà mình còn nợ với người ta nên mình còn thương người ta, mình khổ. Thì bây giờ thôi, quyết định người ta bỏ mình rồi, thì giờ mình còn cái nợ. Nhưng mà mình cũng cố gắng niệm Phật để mình hóa giải cái tâm đó đi. Mình nói với mình rằng thôi, người ta hết nợ với mình rồi, mà mình còn thương người ta, mà người ta không thương mình là vì mình còn nợ với người ta. Nên thôi giờ hiểu rồi, cố gắng tu hành. Mỗi tuần chủ nhật đến đây nghe thầy giảng, rồi vui để quên đi. Rồi từ từ nhờ cái phước đức đó mà nó hóa giải cái nghiệp mà mình dính mắc người ta, mình đau lòng, mình khổ. Thấy không? Từ từ nó giải liền à. Nó giải liền, nhưng mà phải được gần chùa chiền, được nghe pháp, được tu. Rồi từ từ nó mới tạo ra mình một cái định lực, một phương hướng cho chính mình, nó càng đẹp. Thật sự mà nói với mấy cô chứ, mình đã hiểu rồi, bây giờ mình có một con đường vui, thật sự là có thiệt á. Nếu như mà mỗi ngày mình biết niệm Phật, rồi mình biết đủ, mình không có ăn diện gì bao nhiêu, mình sống gọn gọn thôi. Ngày xưa mình tiền, mình ăn diện, đồ đạc biết nhiêu nói. Thôi bây giờ thì mình mặc đồ vừa gọn gọn thôi. Đồ mà đồ đơn giản, không có màu mè lè lẹt gì chân á. Rồi không có son phấn như ngày xưa. Thì tức khắc mấy cô đâu có tốn tiền bạc bao nhiêu đâu, mà nó đẹp nghe. Cái tâm mình nó vui, nó đẹp lắm. Yên tâm cái chuyện đi, không có thiếu cơm gạo gì đâu. Còn cái chuyện con mình có phước thì tự nhiên nó sẽ tốt mà. Đừng có nặng nề quá. Mình chỉ cần cho con đi học hành đàng hoàng, rồi mỗi tuần thứ bảy dẫn con đến đây để học lớp đạo làm con. Rồi lễ lọc Tết nhất thì đi vô chùa ăn Tết, giữ lễ. Mỗi năm được nghỉ cứ dẫn gia đình vô chùa để mà ở trong đây, vừa tu được, vừa sống trong đây. Đâu có tốn tiền bạc gì đâu. Rồi mai mốt con nó lớn khôn rồi thì mình đi vô chùa mình ở luôn cũng được nữa. Mình nuôi chí hướng vậy đó. Khi con đi học xong nó làm được hết trơn, mình đi vô chùa. Rồi mình còn cuộc đời còn lại mình ở trong cái Tam Bảo. Rồi đến khi mình ra đi mình về cực lạc. Trời ơi, an lạc biết bao nhiêu, nói chưa? Thấy không? Đó, nên bây giờ mình biết nhau, bây giờ mình chia sẻ cho nhau nghe, để mình đừng có nên tạo thêm cái nghiệp quả trong cuộc đời này khổ đau làm chi nữa mấy cô ơi. Nên những đức cũng có duyên với mấy cô sùng sồn nhiều. Đông quý vị nhìn xuống đi thấy quá trời luôn. Toàn là cỡ tuổi như đức rất là nhiều. Thấy nhiều nhiều bằng tuổi như đức không à. Nó từ bốn mấy, ba mấy đồ nhiều quá trời. Nhưng mà gặp là ưa nói cái chuyện mà xa chồng đồ không à. Cái xã hội này nó kỳ cục nghe.
Nên mấy cái đứa gái mà trẻ trẻ mà biết Phật pháp với con, nếu như các con mà muốn đi tu sớm còn ngon hơn. Như mấy cô chùa mình phơ phớ, sống vui vẻ à. Nhưng mà nói cũng phải khó khăn nha. Cuộc đời này lạ lắm. Có nhiều người chúng ta thì nói rằng con biết gì, ngày xưa con đi tu sớm phức cho rồi. Những đức nói lại một câu, bà đi tu sớm bà đâu có chịu. Hiểu chưa? Nó cái nghiệp nó còn, nó tu sớm mới được. Nó cứ là nó nao nao trong lòng kỳ cục. Nó cả đi vô chùa tu rồi, trong lòng mình nó cũng cấu xé mình. Nên nó phải gặp được ông thầy ít gì nó cũng phải hiểu chuyện. Nó biết, nói chuyện này chuyện kia chọc cho vui. Vậy nó mới sống nổi chứ không theo con thôi, giết nó thành khô khan cằn cỗi. Tu giết mà sơ xác, mặc như con cá thác lát. Giỡn đâu quý vị, đúng không? Mình nói vậy, mình là đàn ông trong gia đình, cái vui là cái quan trọng. Mình mà bước về nhà cái là nhà có nụ cười. Trời ơi, người đàn ông vậy thì thôi nó tuyệt vời gì đâu. Mình á, mình biết gia đình của mình là mình gánh vác. Mình đừng có đem gánh nặng gì cho gia đình mình chỉ cho nó mệt. Như bản thân những đức biết bản thân mình phải lo. Nên những đức muốn cần đem gánh nặng gì cho các cô, các chú, các thầy trong chùa mình chứ. Mỗi lần gặp ngồi nói chuyện, những đức đều nói cái sự an tâm không à. Những đức đều nói cái chuyện là mua cái này mua cái nọ lo cho không à. Chứ những đức chưa bao giờ mà mình nghĩ cái quan niệm gì. Quý vị đừng có quan niệm này sai lắm nè. Đừng có bao giờ nghĩ mình than một chút đi. Than một chút đi để cho nhà đừng có đòi hỏi. Mình than một chút đi để cho con đừng có đòi này kia. Nó thành bệnh than. Than chi cho nó mệt. Mình cứ rộng rãi đi. Nó càng có nhiều nữa nó có thiếu rồi có sợ. Nên những đức thấy rõ ràng những đức sống với chúng. Cứ là cái gì mình thấy lo được cho người ta mình lo đi. Thì lo cho con người là điều tốt, cứ lo cho con người ta đi. Mà khi lo cho người ta tốt rồi người ta càng nhiệt tình, mà ta càng nhiệt tình thì càng có phước. Có nhiều người người ta có quan niệm trong chùa chiền, người ta nghĩ rằng xài quá nó hết phước, tổn phước. Nó bực bội, nó còn tổn ác đạn hơn nữa. Thà bây giờ cái cần xài, xài một chút đi. Mà cái tâm người ta vui, quan hỷ, còn có phước nhiều hơn. Là mình không cho nó xài, nó nói mình là cái thứ keo kiệt, cái thứ ác ôn, chết đi. Thì nó tổn phước còn ác hơn nữa quý vị. Nên con mình nó vẫn biết nhà mình có điều kiện. Nhưng mình phải giải thích cho con mình nghe làm sao. Chứ mình đừng có điều kiện mà mình giấu giếm rồi mình hạ tiện, keo kiệt với nó. Nó nói mẹ cha học Phật gì mà keo kiệt thế ớt. Nó không có chịu nghe mình đâu. Nhưng mà mình cho con những cái gì rõ ràng cái đấy. Mình nói rõ ràng cho con nghe. Vì thì tức khắc quý vị cũng dạy được con mà gia đình quý vị cũng hạnh phúc. Nên mình là người học Phật, càng học phải càng rộng rãi đối với người. Càng học thì càng rộng rãi đối với người, còn riêng bản thân mình đơn giản. Vậy thì ai mà không thương quý vị? Quý vị thấy những điều những đức chia sẻ Phật pháp không? Nó cực kỳ gần gũi luôn, để áp dụng trong cuộc sống luôn. Mà ngay cái pháp niệm Phật này là cái pháp nhân sinh nè. Nên những đức nói rằng là tất cả các cô mà từng mang nghiệp phá thai, cái nghiệp này ghê gớm lắm. Cái nghiệp này không có đơn giản đâu. Đừng có nói cái chuyện giỡn chơi với cái nghiệp này. Đừng có nói rằng bây giờ tôi lỡ mang nghiệp phá thai rồi nghe. Rồi bây giờ tôi đi đến chùa tôi nhờ cúng kiến gì cái là xong. Không có xong đâu. Không có xong đâu. Mình buộc dây, mình phải là người mở dây. Bây giờ ví dụ như mấy ông đàn ông đi, vợ mình đã từng mang nghiệp phá thai, mấy ông đi đến đây tu, nhưng mà vợ không đi đến đây tu. Mấy ông nhớ nha, tuy vợ mình phá thai nhưng mà mấy ông chia đôi với vợ đó. Mấy ông suy nghĩ có đúng không? Chia đôi. Chứ không phải là cái này chỉ có tội vợ không đâu nghe. Không có mấy ông lấy gì mà phá. Cưa đôi. Mấy ông chịu phân nửa, bả chịu phân nửa. Nhớ đó. Vậy thì quý vị hiểu rồi. Vợ không tu, mình cố gắng tu. Cái nghiệp phá thai này là cái nghiệp nó đeo đẳng theo kinh khủng lắm. Nó đeo theo, trời ơi, nó báo thù. Nhất là quý vị sanh những đứa con sau này mà nuôi, thì nó càng quán hận cái tâm. Cái tâm mà ích kỷ, cái tâm mà nó giống như mà nó thấy lo cho anh chị mà không lo cho nó, bỏ bê nó đó. Trời ơi, nó kinh khủng lắm quý vị ơi. Đứa nào mà chỉ cần mà hụt phước cái thôi là nó làm cho đứa đó phải kênh với mình, phải nghinh với mình, phải chửi mình, phải làm cho mình đau khổ. Cái báo thù là nó xuyên qua người khác để báo thù mình. Nghiệp phá thai này ghê lắm đó. Nên tất cả những cô mà mang nghiệp phá thai nghe,
Cái nghiệp này mà không có một cái pháp tu để hóa giải đó nghe, là kẹt lắm. Chắc chắn rằng là căn tử nghiệp là chúng ta phải bị nó đẩy thẳng vào tam đồ ác đạo. Ghê lắm. Nên có một cô kia hôm qua như Đức gặp cổ, cô nói rằng thầy ơi, con là đạo Thiên Chúa nè thầy, nhưng mà con nghe thầy giảng là con phái lắm. Những Đức nói đạo nào cũng dạy người ta tốt quá chứ, hiểu không? Bây giờ cô học Chúa là cha, học Phật là thầy, thì cha mẹ nào mà thấy con mình học thầy tốt thì cha mẹ mừng thôi. Cô chỉ cần cô vui, cô tốt là cô học được. Vậy con có tội không thầy? Tội gì? Làm gì có tội. Quý vị biết rằng đạo Phật là một cái đạo mà có sự tự do lắm quý vị. Tự do tín ngưỡng. Quý vị học Phật, quý vị có quyền học tất cả các môn học của các tôn giáo dưới khả năng quý vị có thể học được. Nếu đã là như vậy, vậy thì chúng ta sống trong một cái thời cuộc tự do xã hội. Vậy thì quý vị, đạo nào quý vị cũng có quyền học các mối đạo khác, nếu sở học đó là có sự lợi ích. Đúng không? Thì sao bị chấp nặng kỳ cục cái chợ? Mình miễn sao mà tâm trạng mình học được sự lợi ích, mình có nụ cười, mình có niềm vui. Có người hỏi Nhân Đức, bây giờ con niệm Phật mà con đi vào nhà thờ, rồi người ta đọc sao con đọc theo vậy, được không thầy? Nhân Đức nói làm gì không được. Tất cả lời kinh đó toàn là tốt không à. Rồi tất cả những ngày rửa tội đều có cái hay, hiểu không? Thì ngồi trong đó thì làm giống hình người ta đi. Còn vô chỗ ngồi niệm Phật thì niệm dốc. Vậy đổi lại là người đã từng vô những vị trí của nơi đạo Thiên Chúa rửa tội, còn bây giờ mình vô đây mình ngồi niệm Phật được không? Những Đức hỏi quý vị được không? Đức Chúa cũng dạy chúng ta chữ giác ngộ, đúng không? Có dạy cái chuyện làm cha mẹ có trách nhiệm, làm con hiếu với cha mẹ không? Có chứ. Năm giới mười thiện mà làm gì không có. Nên trong nhà Phật nói câu là ông trời có đức hiếu sinh, là thương nhân sinh, thương muôn loài, hiểu chưa? Nên năm giới mười thiện đi lên cõi trời, chúng ta học Phật là cũng nguồn gốc. Làm gì không học nhau được, đều học được hết. Những điều như Đức chia sẻ đây quý vị nghe rất rõ ràng, dễ hiểu. Vì thì ai đến đây học cũng được. Nên tất cả những người mối đạo nào cũng đi đến đây học được. Những Đức cũng có thể học được với quý vị. Quý vị có cái hay quý vị chia sẻ như Đức nghe liền. Chúng ta nên có cái tâm học tập gì đó quý vị, thì tức khắc sở học chúng ta rất là phong phú. Đừng có bị chết cứng nghe. Người học đạo đừng bao giờ chỉ có nghiêng cái ngã gì mình thôi mà quên học người khác. Theo những Đức thấy rằng khi chúng ta tu học cũng có những cái mà người ta chỉ rác giùm mình, nhưng mà mình cứ mãi mê mình nói người ta là tại sao chỉ rác giùm mình hoài à? Nếu như mà không có người chỉ rác giùm thì chúng ta trở thành cái hầm rác. Nên cảm ơn những người chỉ rác giùm mình thì tức khắc sở học chúng ta sẽ có kết quả. Người chỉ trích mình là họ rèn chữ nhẫn giùm mình. Chúng ta nên phát triển sở học đi quý vị. Nên phát triển sở học lên một chút nữa đi, tăng lên một chút nữa. Có nghĩa là càng học đạo càng tăng thêm cái sở học của chúng ta, nó càng phong phú hơn nữa. Tốt. Nó chỉ cần đặt cái vai trò tốt thì mọi việc nó sẽ tốt hết. Thí dụ như chúng ta lỡ ngày xưa phá thai, bây giờ chúng ta hiểu rồi. Hiểu rồi. Từ hôm nay ăn chay trường, phóng sanh, niệm Phật và hiểu định lực nhân quả rồi. Mẹ hôm nay con có hành hạ mẹ sao mẹ cũng chịu, mẹ niệm Phật. Mẹ quyết cho tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, cha quyết tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cái tâm quyết này thì quá giải nghiệp. Cái quá giải nghiệp là mỗi khi nghe pháp gì nè, nó cởi mở tâm tư. Quý vị nhớ nghe, cái nghe pháp này nó cởi mở tâm tư cho mình, mà cởi mở tâm tư luôn cho những thai nhi, luôn cho những người chết chưa siêu thoát đi theo mình, luôn những quan gia trái chủ cũng được quá giải luôn. Trời ơi, quý vị thấy nó đặc biệt chứ quý vị. Nên phải mở con mắt ra. Không có nhắm, hiểu không? Nó ngồi đông như vậy mà ngồi mà nghe được nó không đơn giản. Nó không đơn giản đâu. Bởi vì lâu lâu mà vỗ tay cái cũng đỡ lắm. Nó làm cho cái bà ngồi kế bên tỉnh.
Trời ơi, cái giờ này là cái giờ dễ buồn ngủ lắm nè, mà giảng nhẹ nhẹ là ngủ liền á. Trời ơi, giảng nhẹ nhẹ là bắt đầu ngồi dưới nghe. Bây giờ quý vị con nguyên một cái vàng ngồi trên đây nè, nguyên một cái vàng ở dưới kia người ta đang háo hức ta nghe. Chứ gặp mà ai cũng đưa cái miệng lên. Ở đây sao giảng nổi? Tiêu luôn giảng nổi. Vì cái tần số nó yếu rồi, sao giảng? Đúng không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là chúng ta có cơ hội đi đến đây, nó phải nghe như vậy để nó hóa giải cái nghiệp của mình, cái tâm của mình, cái sự u uất trong lòng của mình. Rồi nó hóa giải luôn oan gia trái chủ đi theo mình. Rồi những người mang nghiệp phá thai, những thai nhi nghe như vậy để mà ở đây mà lo tu. Bởi vì những cái lúc mà cao trào giảng gì nè, quý vị thấy cái mặt thấy ghê lắm đúng không? Mà không lẽ giảng như vậy mà cái mặt được không? Quý vị coi nó hiện cái tướng nó phải phù hợp chứ. Lúc mới vô, không lẽ vừa mới vô không lẽ làm gì? Nó phải là từ tốn mà nó lên đến mức mà gọi là giảng cao để con người ta nghe được, người ta nghe mà không ngủ, không có đơn giản. Nó quý vị biết đây là cái môn giảng không đơn giản đâu nghe. Nó nên chúng ta đừng có coi vào một cái chỗ nhỏ xíu xiu cái chúng ta tóm tắt cái bài giảng của người ta uổng. Uổng thấy ghê. Nó nên từ nơi đó có nhiều người anh ta cũng bình luận, ta nói cái mặt của ông thầy này giảng thấy ghê quá. Thì kệ cái mặt như sao cũng được, miễn nó nuôi cái bà già là được rồi. Còn cái mặt mình ngon quá mà mình có nuôi bà già nào không? Ôi trời. Khi cha mẹ ruột mình mà mình còn chưa nuôi được mà mình cái mặt sao kệ, kệ bố nó. Hiểu không? Tôi nói bố tôi không nói ai chứ nha. Hiểu không? Quý vị coi thà bây giờ, ví dụ như bây giờ quý vị lấy một cái thằng chồng mà cái mặt nó dữ dữ nhưng mà nó lại thương mình, nó nhiệt tình, nó hết lòng đối với cha mẹ mình luôn, quý vị thấy thích hơn hay là cái thằng đẹp trai ngon lành mà nó xạo sự? Bình tĩnh suy nghĩ đi. Hiểu chưa? Tôi thật sự tôi nói thiệt, tôi dữ dữ như tôi không có chơi sau lưng ai chứ, không có chọt ai sau lưng chứ. Hiểu không? Cái gì tôi nói thẳng vậy đó. Tôi ngủ ngon lắm, tôi nằm như là tôi ngủ ngon lành lắm nghe, tôi dễ ngủ lắm á, tôi hỏi vị biết á. Tại vì sao? Tôi thoải mái mà, cái gì tôi cần nói tôi nói hết trơn rồi. Nên cái cách chia sẻ Phật pháp những đức là tất cả những cái gì u uất trong lòng nói hết. Quý vị cũng nên tập giống những đức. Buồn cái gì chút nói đi, hãy nói đi. Hiểu chưa? Nó để trong lòng buồn chứ ạ? À? Buồn là chất độc nghe. Buồn là chất độc. Buồn mà không nói ra là chất độc này phát tán ghê lắm. Nên trong gia đình mà cái buồn chút mà cứ bồi dưỡng nó chút để vô. Chứa. Mai mốt nó thành một đại buồn là lúc đó hết trị được. Chúng ta là người học Phật, buồn cái gì một chút giải quyết liền, không giải quyết kiếm từ giải quyết. Hiểu không? Kiếm người giải quyết là sao thầy? Là nói ra, là mình gặp bạn đồng tu mình nói ra rồi xong mình bỏ liền. Những đức nói tôi là một cái túi không đáy nè, ai muốn buồn khổ gì lỡ nói cho tôi nghe, tôi xả sạch luôn cho vị biết. Tôi nghe cỡ nào cũng ăn thua gì mà đến với tôi nó trở thành Phật pháp, tôi có sợ đâu. Nó nên từ đó tu học hiểu rồi không có phiền não gì nữa. Thì nhớ nghe, mỗi lần mà nó phiền não nhất luôn, nó mà vượt qua được thì công phu tu tiến lên một bậc, 100% luôn. Quý vị sẽ suy nghĩ ra, ồ phiền não nó đâu có kết quả gì đâu, nó đâu có lợi ích gì đâu, mà phiền não rồi mới biết. Thí dụ như mình chửi vợ mình cái, mình ngồi suy nghĩ lại, vợ mình mà mình chửi nó vậy coi không có được. Lỡ mình quýnh vợ mình cái bát, mình ngồi suy nghĩ, trời là trời, cái mặt này để thương chứ làm gì để quýnh. Quýnh một lần kinh nghiệm, về sau không có đánh nữa. Đánh nó lỡ mà không mua thuốc uống mà không tốn tiền, mà còn đổ vỡ tình cảm, không nên quýnh nữa. Suy nghĩ ra, nghĩa là con người ta là thường không phải hoàn toàn đúng được, nó phải có cái sai, sai rồi thì nó mới sửa được. Nguyên lý là như vậy quý vị à. Đó. Mình phải cho người ta cơ hội. Đó, nên những đức mà người bên cạnh như đức cứ nhắc những điều tốt hoài, mà những đức rất là kiên nhẫn nghe. Quý vị thấy những đức phải kiên nhẫn không? Nhắc hoài, nội mà niệm Phật như đức nhắc hoài luôn. Có nhiều người ta nói một câu như đức, ủa thầy nhắc hoài không sợ nhàm hả? Ta nói đến mức gì đó trời. Như đức nói tôi không có nhàm.
có gì đâu nhàm. Chính bản thân tôi mà còn quên niệm Phật hoài mà tôi nhắc tôi đó chứ đâu nhàm, hiểu không? Đó nên mới kiên nhẫn, thì tâm từ bi nơi đó nó mới hiển lộ ra. Sự từ bi của con người là sự nhắc nhở xác thực cho người ta sửa, cho người ta cơ hội, đó là từ bi, hiểu không? Nên con người mà ai mà không có cái sai à. Nên tôi vẫn luôn luôn duy trì cái mặt này đó. À, nên từ nơi đó thật sự mà nói mình thì cười cũng không đẹp đẽ gì, nhưng mà phải cười thôi, được chưa? Còn hơn quý vị cười đẹp không chịu cười, đúng không? Tôi cái tướng không đẹp nhưng mà tôi đi bye bye, đi qua mặt người ta không. Có một lần thì đi xẹt 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 mà bận bộ đồ lam, cái bà kia nói ông thầy cái tướng xấu quắc mà đi nhanh trước mặt người ta. Nhưng Đức nói à, tướng xấu mà đi trước mặt vậy mới gan chứ. Vị nhớ nghe, trong cái cuộc đời con người chúng ta không được cho rằng mình là một con người lúc nào ở vị trí nào cũng bị lép thất bại. Chúng ta tại sao bị mặc cảm vì bản thân mình có thân người? Mình có được cái thân người là mình đã mừng rồi. Bây giờ những Đức nói cho người bị tàn tật nghe một câu: chúng ta có được thân người vẫn có sự tư duy hơn loài cầm thú. Chúng ta mừng khi mình có thân người, dù mình bị tật nguyền nhưng chúng ta thấy mình vẫn còn hơn loài cầm thú. Nếu như quý vị có cái nghĩ này thì con người quý vị không bao giờ bị tiêu cực, chúng ta thấy mình có cái hơn người. Còn nếu như mình nghèo sơ nghèo sát thì mình nói rằng nghèo nhưng mà còn có cơm ăn, còn hơn một số đất nước trên thế giới. Bây giờ họ đang sống những bộ tộc cực kỳ khổ, nhà của họ cũng như là một cái chuồng của cái con này con kia nữa. Quý vị coi nhiều cái bộ tộc ở thế giới bị coi phải không? Chúng ta có nghèo gì chúng ta cũng hơn họ, tại sao chúng ta không hạ cấp xuống để nhìn nâng mình lên, mà chúng ta đi nhìn cái người cao mà để thấy mình thấp, để mình luôn luôn bị tiêu cực, thất bại hoàn toàn. Như tôi xấu, tôi nhìn cái người xấu hơn tôi thấy tôi đẹp. Đúng không? Tại sao chúng ta ngu vậy? Chúng ta đi nhìn người mẫu, rồi chọn nhìn người mẫu là mình quá xấu, hiểu chưa? Mà đâu ra nhìn người mẫu, nhìn người xấu của mình. Bây giờ Nhân Đức đi lỡ ngay cái người mù, Nhân Đức chụp hình với họ, Nhân Đức nói tôi đẹp đó. Chứ sao? Phải không? Còn tôi lỡ người đẹp thì tôi tránh chỗ khác. Thấy xấu hơn tao quá thì thôi, mình không dám nhìn người đẹp quá, hiểu chưa? Quý vị mà sống như vậy thì quá tuyệt vời. Lúc nào mình cũng có chỗ mình hơn người ta một chút để mình có tương lai. Nên đừng bao giờ cho rằng mình ít học là mình bị thu xúc, để mình bị tiêu cực. Không có. Ít học thì mình đem cái sở ít học của mình để chơi với người ta. Mình có được nhiều thì đem cái vốn nó ra chơi nhiều. Ai chơi chung thì chơi, không chơi thì thôi. Sợ gì? Đó. Quý vị biết người ta học đại học, học này học kia, mình học chỉ có tiểu học. Thì nó nói đại học, mình nói tiểu học. Thấy chưa? Mình nói tiểu học của mình. Nói ồ sao nói chuyện gì đâu mà toàn nói tiểu học không? Thì tôi học có tiểu học, tôi nói tiểu học chứ làm sao. Nhưng mà mấy cái người học đại học có chừng nó quên tiểu học á. Nó quên mất tiêu mấy cái bài học ngày xưa. Còn mình lại nói được về những bài học ngày xưa. Nó mình kể cho nó nghe những cái bài học mà giống như hòn đá đó. Mấy bài học đó mình kể cho họ nghe. Có khi mình nó mấy người học đại học nó công nhận này ghê nha. Học tiểu học mà lót mình móng giày thì ghê. Hiểu chưa? Nó rồi mình kể cho nghe mấy cái bài học mà gọi là bó đũa rồi đó. Chuyện người cha rèn con bó đũa, hiểu chưa? Đó, mình lấy bài học để mình giảng. Mày muốn giảng đại học mày giảng đi, tao giảng tiểu học. Được không? Vậy thì được rồi. Đó. Còn ông là làm giám đốc, ông làm kỹ sư. Nhưng tôi làm ruộng. Tôi nói chuyện với giám đốc kỹ sư, ông cứ nói cái chuyện của ông đi, tôi nghe, hiểu hiểu kệ tôi nghe đó. Rồi tôi nói làm ruộng thứ ông ngóng cổ mà nghe không biết. Mình tự nhiên mình nói trời ơi, mình nhìn nó cằn cù quá trời luôn. Tay chân cằn cù, nhìn người ta sang trọng, gặp người ta ngại quá, không có nói được cái gì. Bậy, mình có cái thế mạnh của mình. Mình làm ruộng có thế mạnh của mình.
chưa chắc những thằng kỹ sư nó hiểu được như người làm ruộng. Nó nói chuyện của nó mình không hiểu bao nhiêu, mà mình nói chuyện của mình chưa chắc nó hiểu. Chứ được rồi, vậy đâu sợ, hiểu không? Quý vị mà hiểu được nguyên lý này đố mà quý vị chạy ai luôn, muốn nói cỡ nào cũng nói được hết. Hiểu không? Tại sao mà chị Đức giao tiếp với ai cũng được cái môn đó đó. Muốn nói cái gì đó nói, tôi nói chuyện nuôi người già. Cuối cùng những Đức mà đưa vô cái chuyện nuôi người già cái nó làm cái gì? Những Đức hỏi cái mặt kỳ vậy. Nó nói đơ, chịu thua. Cái bằng cấp này chưa từng nhắc tới chuyện này, nó à vậy là thua rồi đó. Chịu thua, thấy không? Những Đức mà hướng dẫn quý vị cái cách này đố mà quý vị mà gọi là không giao tiếp được đó. Bất cứ cái môn nào quý vị cũng giao tiếp được hết. Trước nhất quý vị lắng nghe người ta, rồi quý vị nói người ta sẽ lắng nghe mình. Thì giữa mình với người ta là cân bằng liền, không có thua ai chứ. Nó nhớ nghe. Bây giờ thí dụ như cái tay mình sằn sừ hết trơn đi, cái tay mình nó làm ruộng làm rẫy, nó còi cọc hết trơn. Mình là một người con gái mà tay cứng ngắc. Như cái thằng trai lỡ nó tay em cứng ngắc, tay em cứng quá. Nó nói ủa, cái tay này cứng nó mới nấu cơm cho mày ăn được á. Hiểu chưa? Mày đem cái tay mềm về coi chừng mày nấu cho nó ăn. Thấy chưa? Đã quá là thằng xanh mặt xanh mày liền. Đúng. Bây giờ anh cứ suy nghĩ đi. Anh mà cứ tôi về phở hủ tiếu tôi nấu tá lả ở bên được luôn. Bây giờ anh đem cái móng tay mà nó sơn đó về, nó có nấu cho anh ăn không? Suy nghĩ kỹ đi. Thì gái này là con gái thôi. Miễn là con gái này mà lo được cho nhà thôi chứ. Anh nên suy nghĩ cho kỹ. Nên tôi vẫn có cái thế của tôi không thua ai đâu. Nó không, tay cứng kệ tôi, nắm nắm thôi. Đúng không? Làm sao mà thua người khác được quý vị? Nếu như những cái việc mà những đức mà hướng dẫn nghe mà làm nghe, đố mà mình mà cảm thấy mình gặp ai mà cao vọng hơn mình mà mình sợ, không có sợ, làm gì sợ. Chúng ta dù là một cái chén cơm trắng cũng là cơm của chúng ta tạo ra. Người ta dù là sơn hào mỹ vị cũng là cái của người ta tạo ra. Tôi có thể cầm cái chén cơm này lại, tôi ngồi cùng bàn với ông, cơm ông ăn, cơm tôi ăn, có ai mà đụng chạm ai đâu mà sợ. Chúng ta cũng không cần phải nhìn đồ ăn của họ. Chúng ta cứ trân quý cái đồ ăn của mình đi. Giống như mình có một bộ đồ không xịn, nhưng chúng tôi là làm cực có được bộ đồ này. Còn anh có bộ đồ xịn kia là chuyện của anh. Dù tôi biết bộ đồ của anh đẹp hơn bộ đồ tôi, nhưng tôi vẫn trân quý bộ đồ mà tôi làm ra, nên tôi không có thua anh. Người ta đi một chiếc xe hơi, tôi đi một chiếc xe đạp. Mục tiêu của chúng ta là tới chỗ đó thôi, hiểu không? Nên anh có quyền đi xe hơi, tôi có quyền đi xe đạp. Có khi tôi đi xe đạp mà tôi còn ngắm cảnh được nhiều hơn anh. Cái gì cũng được hết trơn. Hiểu không? Ôi ôi, một con người mà như vậy thì xin thưa quý vị nghe, ai mà không thích người bạn này? Người bạn này người ta mê chết được. Đến gần đó là chọc cười. Có khi người ta có điều kiện mà người ta không cười được, nhưng mà đến với mình là có nụ cười à. Không biết nói chuyện sao mà người ta cười hoài, rồi vỗ tay hoài. Thấy chưa? Nó bây giờ mấy ông làm sao mà vợ mấy ông mê vậy đó. Mấy ông chồng người ta cười, hiểu không? Người ta làm mệt, gia đình lo con cái, mình đi làm gì một cái. Mình đừng có bao giờ cho rằng mình là người cực quá đi kiếm tiền. Mà mình bước về nhà một cái trước nhất là chọc vợ mình cười một cái. Mà nó mà cười một cái là nó làm giỏi dữ lắm. Cho mấy ông biết cái này cái mẹo á. Phụ nữ mà họ vui họ làm giỏi vô cùng. Nó mà buồn một cái đi, nó không có làm đâu. Nó nấu đồ ăn khét, đồ ăn sống cho mà ăn. Chết, sống có nổi, hiểu chưa? Mà nó mà buồn rồi nó đẻ cũng đẻ con xấu. Mấy ông thấy thiệt thòi lớn chưa? Nên tôi báo cáo cho tất cả những ông đàn ông ở trong cái cõi đời này. Mấy ông phải niu, năng niu chiều chuộng phái nữ. Đấy, họ là nhà sản xuất cao cấp. Bây giờ mấy ông công nhận không? Chúng ta phải công nhận rằng phái nữ là nhà sản xuất cao cấp không?
Mỗi một người chúng ta đều từ nhà sản xuất này mà ra. Nếu như chúng ta xem thường phái nữ, nếu như một cái quốc gia nào mà nói rằng là xem người nữ thường, xem người nữ là không quan trọng bằng người đàn ông, người đàn ông là tiếp cái nòi giống, thì quý vị đã sai lầm rồi. Quý vị đã quên một cái nhà sản xuất cao cấp rồi. Quý vị biết, nên nhớ nghe, đất nước chúng ta còn có nhân tài, đất nước chúng ta là còn có người ở ngoài hải đảo đang coi nước chúng ta được bình yên ngồi đây, là toàn là chúng ta nhờ nhà sản xuất này mà ra. Phải không? Nên thê thảm thì chúng ta nghĩ, mấy ông mình nghĩ mình thê thảm quá. Thật sự rất thê thảm. Càng nói ra thì mình thấy mình là người đàn ông thê thảm. Vì mà cái nói mình là trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, tôi thấy rằng chúng ta là thấp kém nhất. Hãy suy nghĩ kỹ đi mấy ông. Thì mình thấy mình vô cùng thấp kém. Mình từ đâu ra mà không thấp kém? Hiểu chưa? Từ nơi đó thì thật sự mà nói, đối với quay thử là mình thương yêu và tôn trọng là điều đúng đắn, vì họ là mẹ của mình. Không còn nói dòng do tam quốc gì nữa chứ. Phải quý vị? Bây giờ phải nữ chấp nhận không? Nữ nam gì cũng chấp nhận hết chứ. Không, nhưng mà cái buổi giảng này là cái buổi giảng đặc sắc mà đột phá luôn này. Đột phá tất cả những người đàn ông mà xem thường vợ. Xin thưa với mấy ông, chúng ta xem thường vợ là chúng ta đang xem thường mẹ mình đó. Phải công nhận không? Vì mẹ mình sanh mình và họ sanh ra con mình. Nếu như chúng ta xem thường vợ mình là xem thường mẹ mình đó. Còn chúng ta kính trọng vợ mình là đang kính trọng mẹ mình đó. Chắc chắn luôn. Nên đối với những đức là phái nữ, những đức rất thương. Tại vì sao? Tôi nói thật sự, từ xưa giờ chưa có ai bao giờ nói ra cái câu phụ nữ là nhà sản xuất cao cấp. Câu này chỉ có ông thầy Như Đức nói. Bây giờ tôi hỏi phái nữ chấp nhận câu này không? Cũng tiếp tục cái câu cũ nói cho mấy ông nghe. 2, 4, 6. Chỉ có 6 hàng thôi. 6 hàng trên này mà nhìn xuống dưới thì sẽ biết tôi nói chuyện đúng rồi. Phù hợp hoàn cảnh. Hiểu không? Nhưng mà mấy ông công nhận là phái nữ tu nhiều thiệt. Không, nam mình tuy là phước dày nhưng mà ngộ là nam mình tu ít mấy ông. Nhưng nữ sao đi tu nhiều quá à? Nhìn xuống toàn thấy nữ không. Lâu lâu lọt một hai ông nam ngồi trong đó cũng im ru không ho dám ho hé. Im ru không dám ho. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà cái cách giảng này nó quá phù hợp. Nên mong rằng là mỗi một người đàn ông nên tôn trọng vợ mình, thương yêu vợ mình. Và vợ cũng nên tôn trọng chồng và thương yêu chồng. Vì vợ thương yêu chồng, tôn trọng chồng, đó là uy tín của gia đình. Còn chồng mà thương yêu vợ, lo lắng, bảo vệ vợ, đó là một trách nhiệm của người đàn ông. Thật sự mà nói điều này quá đúng. Bảo vệ, lo lắng và vui vẻ giống như mình mỗi ngày đang chăm hoa vậy đó. Hiểu chưa? Thì vợ mình coi như một loài hoa đi. Chứ không lẽ quý vị đi nhìn hoa tùm lum chi? Mình chồng. Bởi vì nhiều người nữa đức nói thật sự quá thất bại. Hoa nhà không chăm mà đi chăm hoa người. Đúng là điều vô cùng thất bại. Những đức nói học Phật là đúng là học trí tuệ. Đây là cái của mình, tại sao mình không chấp? Hiểu không? Bây giờ chùa mình, bây giờ tất cả các cô vô chùa mình, những đức không dám nói là của mình. Nhưng mà những đức còn chăm kìa. Nó thật sự mà nói, coi được, nhìn sáng sủa. Không làm được gì mà nhìn cái cũng thấy vui. Đúng không? À, vẫn là thấy đặc biệt. Còn hơn là thấy bèo nhèo, nuôi người ta mà thấy bèo nhèo, ốm ho, gầy mòn, gầy gụa, xấu xí.
thì quý vị coi mình thất bại rồi. Nên vợ mình mà mình để cho nó tả tơ te tua, tóc tai bùm xùm như con quỷ thì quý vị là đàn ông thất bại, đúng không? Mình là đàn ông mà không có gọi là sành điệu chút nào, đi ra ngoài nhiều quá mà sao không chịu nhìn. Mình nhìn cái kiểu này kiểu kia kiểu nọ, đặng mình về mình trang trí loài hoa này, trời ơi, thì người ta thương mình biết bao nhiêu mà nói. Mình đi đâu mình cũng học được một chút. Mình nhìn cái dáng người đó giống vợ mình, nhìn gương mặt đó giống vợ mình, thì cái mái tóc đó phù hợp với vợ mình cắt mái tóc này giùm vợ mình. Người ta trang điểm gương mặt đó với gương mặt vợ mình giống giống, thì cách trang điểm nó đẹp, mình lấy cái cách trang điểm đó chỉ vợ mình trang điểm. Thấy bộ đồ này người đó bạn phù hợp với tướng vợ mình thì mua bộ đồ đó cho vợ mình, thì tức khắc mình là người đàn ông số 1, đúng không? Đó. Nên tất cả các cô vậy, ăn diện thì đừng có bao giờ nhìn cái hình người mẫu, tại vì nó là người mẫu còn mình không phải người mẫu, hiểu chưa? Chúng ta là bánh ú. Chúng ta nên nhìn bánh ú, hiểu chưa? Còn người ta là bánh tét, nó cao ráo, thì bây giờ người ta có quyền nhìn bánh tét, nên mình nên nhìn mình để phù hợp với trang phục mình bằng, hiểu không? Chứ đừng bao giờ mà chỉ nhìn cái hình mà người mẫu nó bán đồ, nó bận đồ người mẫu, mình mua bộ đồ đó về mình đâu phải người mẫu, mình bận vô nó kỳ cục lắm. Nên tất cả chúng ta ăn diện làm sao cho nó phù hợp, chứ không phải là tu mà trở thành nó bèo nhèo đâu, không phải tu mà trở thành quê mùa đâu chợ. Mình vừa biết trang điểm hết, mình đi đâu là mình không có làm cho chồng mình mất mặt đâu. Mình đi tu học như vậy về thì chồng mình đó đâu có chán mình. Còn cái này với bà nói giảng sanh chị, tôi giờ tôi không cần cái gì, tóc tai bùng sùng, nghĩ cắt bông tai luôn, ghét nghĩ đến răng luôn, thử cho biết. 3 ngày tắm lần luôn, nó đuổi ra khỏi nhà. Tu một thời gian chồng nó chửi mình luôn, nó mày tu giết mày giống con khùng luôn. Thất bại rồi, làm gì mà tu ra con khùng kỳ cục cái chợ. Càng tu thì nó càng đẹp, người ta mới tu, đúng không? Chứ càng tu mà càng bẹo nhèo, càng tu giết mà như bò đỏ nón. Đi đâu cũng giảng sanh. Giảng sanh là đúng nơi đúng chỗ mà giảng sanh. Còn cái nơi nó không phải giảng sanh thì đừng có nói dòng do tam quắc ở đây, hiểu chưa? Người học Phật vậy thì quá tuyệt vời, nó vô cùng thời đại luôn, nó đâu có bị tiêu cực đâu, đúng không? Như trong chùa mình quý vị thấy không, như mua đồ đặt cho mấy cô Nhẫn Đức nói, mấy cô bạn đồ sạch sẽ gọn ghẽ, đồ nào làm ra làm, đồ nào bạn đi tu ra đi tu, bạn đồ ngủ ra ngủ, sạch sẽ, chứ dơ giấy nó ngứa ngáy, mình mẩy nổi ghẻ tùm lum, nó nấu ăn mình bị nhiễm ô, thấy không? Mình chăm sóc người ta là đang chăm sóc mình, thấy không? Ví dụ vợ mình mà bên cạnh mình mà nó bay hay quá, mình bị dính nhiễm, mình nhiễm chồng, nhiễm trùng ké, hiểu không? Nên mình phải tút vợ mình cho nó sáng sủa. Người đàn ông mà vậy thì quá tuyệt vời. Mấy cô chấp nhận người chồng vậy không? Nói nào thấy kìa, nói phải bả chịu dữ lắm, đúng không? Từng nào cũng đến, nhưng nói vậy đó mà từng nào cũng đến. Ôi mời mấy cô công nhận thấy vui không? Không, 1 tiếng mấy đồng hồ nghe quý vị, xứng đáng. Nếu mà tính hồi nãy giờ mà lấy tiền cừ không chắc vô mánh được. Thôi nói trắng ra thì cũng tội nghiệp, ngồi đau chân thì mình phải đáp lại tình người ta chứ. Chứ không thể nào mà để không bù trừ được. Chứ ngồi cũng đau lắm, cái việc đau chân, tội nghiệp. Chứ thương ghê. Bởi nói cho cừ để quên đau chân, phải không? Nhưng mà trở về cái chỗ đặc biệt nhất là niệm Phật giảng sanh. Đời của mình phải về cực lạc nhé. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về
tịnh độ.